Chứ ăn chay mà ngon như vậy nha, cho tôi ăn mỗi ngày cũng được nha mấy bà. Mà phải đúng là cái loại khô nấm chay nha, vừa ăn chay được, vừa ăn vặt được, mà còn lại heo thì nữa. Cái này là khô nấm chay của bạn Tâm ăn chay á, cái bạn này là ăn chay luôn. Bởi vì khi mà mình mua đồ ăn chay bên bạn này á, mình cũng khá là yên tâm á mấy bà. Mà thề nha, khi mà tôi nhận được cái hũ khô nấm chay này, tôi hơi bị hết hồn á mấy bà. Khi mà khui ra là trong đầu tôi nghĩ cái này sao, ủa sao giống khô bò dữ vậy. À mấy bà đừng có la tôi nha, sao ăn chay mà trong đầu nghĩ tới đồ ăn mặn nha. Tại thiệt sự nó rất là giống luôn á mấy bà. Khô nấm này á là được làm từ chân khô nấm hương á mấy bà. Nấm hương là một loại nấm rất là giàu chất dinh dưỡng luôn, đặc biệt á là giàu vitamin và nhiều chất xơ, cho nên cũng phù hợp với bà nào mà đang ăn uống heo thì nè, cắt giảm tinh bột. Bạn Tâm á thì khá là hiểu tâm lý khách hàng, cho nên cũng cho ra rất là nhiều vị, từ cay không cay cho đến cay nhiều để cho mấy bà lựa chọn. Cái khô nấm này á thì tôi mua á là khô nấm xả lá chanh. Khi mà mình ăn á thì cảm nhận cái vị của nó rất là đậm đà nha. Nếu như mà mình ăn không á thì mình chỉ cần chấm tương ớt theo là được rồi mấy bà. Còn cái vị của tôi chọn là vị cay nhiều quá cho nên là cũng không có cần chấm đâu. Nhưng mà khi mà mấy bà ăn với cơm á thì phải chan thêm xíu nước tương, như vậy thì nó sẽ đậm đà, nó vừa với ăn cơm hơn. Tôi thấy tuy là một món ăn chay nhưng mà tôi thấy cái món này nó cũng khá là phù hợp với bạn nào mà đang ăn uống heo thì cắt giảm tinh bột á, mà hay thèm đồ ăn vặt á mấy bà. Tại vì cái nấm này á thì nó rất là giàu chất xơ luôn. Nghĩ nha, bây giờ một món ăn mà vừa có thể ăn chay được, vừa có thể ăn vặt được mà còn lại heo thì nữa thì chắc chỉ có cái món khô nấm này thôi mấy bà. Bà nào cần á thì bên trái video có đầy đủ thông tin cho mấy bà lựa chọn nha.